trên 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 bàn hết, tại vì nhiều khi mình sợ mình quên á. Bỏ tủ lạnh thì ăn nó ngon, nó giòn hơn, nhưng mà bỏ để ngay đầu giường là tốt nhất. Tại vì sáng nào chị cũng ngủ dậy là chị làm, chị quất vô 3 viên trước đã đó, và buổi tối trước khi đi ngủ mình ăn 3 viên. Thứ nhất giảm bao tử, thứ hai lép bao tử hay gì đó, nó rất là tốt cho bao tử. Tại vì cái tinh nghệ núi mật ong rừng này của chị á, là nó là tinh nghệ là tinh nghệ núi ha. Mật ong á là mật ong. Nếu mà em có theo dõi cái trang cá nhân của chị, em sẽ thấy chị đích thân chị đi rừng chị săn luôn. Cho nên là tuyệt đối không có cái chuyện mà chị dùng mật ong mà mật ong nuôi hay là mình pha trộn đường ở trong này nhé. Cho nên em hoàn toàn yên tâm. Cái mà em dùng á, em bé của em cũng tốt, mà trong cái thời gian em mới săn xong á, Trang Đổ, em mới săn xong á, em sẽ, nó sẽ cải thiện cái máu huyết trong cơ thể của em. Và khi mà khoảng chừng ra tháng á, em ra tháng khoảng chừng 4-5 tháng á, cái da của em nó mỡn mà nó trắng mỡn mà nó mịn đã lắm luôn. Tại vì bản thân Kim Anh cũng vậy, Kim Anh ăn liên tục, thứ nhất là để cải thiện bao tử ha, cái tinh nghệ núi mật ong rừng này nè, thứ hai là mình để đẹp da, thứ ba nó đánh tan những cái hắc tố ở trong cái sắc tố ở trong 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 máu của mình đó, là nó sẽ giảm nám mình rất là tốt, rất là hiệu quả. Và thứ tư nữa là em có thể em dùng 2 viên nghệ, em dầm nhuyễn ra, em pha với lại 1 muỗng sữa chua không đường đó, em đắp mặt. Nhưng mà trước khi đắp mặt em phải nhớ là rửa mặt thật sạch nha, rồi em đắp mặt để khoảng chừng 20 phút, mà để cho nó kẹo kẹo thôi nha, đừng có để loãng quá để bôi lên là nó chảy xuống ghê lắm. Cho nên là em để cho nó đặc kẹo kẹo chút, 2 hay 3 viên cũng được. Em nghiền nát ra, bỏ 1 muỗng cà phê sữa chua không đường thôi, quậy lên rồi bắt đầu bôi lên, cứ bôi lại vậy, khô chỗ nào bôi lên chỗ đó 20 phút, sau đó em rửa sạch lại với nước nước